Em có một bộ kéo đẩy như thế này. Cơ bản thì nó vẫn như con âm ly thôi. Có cái là nó pro hơn, là nó tách riêng phần dề và phần pao. Nhưng mà có một cái này em muốn chia sẻ các bác. Khi mà các bác nghe những cái dòng nhạc vocal hoặc những cái giã bảo guitar hòa tấu ấy, thì đa số anh em chơi thì biết, nhưng mà một số anh em ấy mới chơi hoặc là ít tìm tòi ấy, thì thường là cái âm ly mà nó có cái gì là bật sạch. Đấy, thường là thế nhá. Cái này thì nếu mà các bác chỉ cần bớt đi cái này thôi thì đảm bảo là nghe những bản guitar nó sẽ hay hơn. Bây giờ em để cái này cho các bác nghe này. Xong rồi em sẽ tắt đi để các bác thấy nó có sức khác biệt. Quay lên đây em làm cái động tác rất đơn giản này mà các bạn nghe nó sẽ khác biệt, đặc biệt là những cái bản guitar. Đây, thường là âm ly ấy, thì bao giờ nó cũng có một cái lau lớt này. Đấy, chỉ có đơn giản là tắt và bật thôi. Đa số anh em đều biết, nhưng mà một vài anh em là không biết. Và thường anh em rất là tham. Góp lại nó có tính năng gì là bật sạch. Đấy, em thì một số anh em chơi là vậy. Nhạc gì cũng bật sạch. Nhưng mà cái này không phải cái nhạc gì bật lên nó không hay đâu. Đấy. Và những cái dòng nhạc gì nên bật lau lớt. Nếu mà để như anh em mà kỹ tính thì thường là sẽ không nghe lao lớn, nhưng mà để mà phổ thông thì thường những dòng nhạc mà tiết tấu nhanh hoặc những dòng nhạc DJ đòi hỏi bát tép nó nhiều nó nổi, các bác muốn bật cái tiếng tép và tiếng bát nó lên thì các bác mới bật lao lớn, mới dùng cái lao lớn này. Khi bật lao lớn này thì anh em thấy bát tép nó mạnh lên thì thực chất là nó không có thay đổi gì công suất của âm ly. Đấy. Bởi vì công suất là nó mặc định như vậy rồi. Cái này nó chỉ là thay đổi cái gì ạ? Thay đổi cái tần số âm thanh thôi. Đây là ở phần dề nhé, lao lớn này phần dề. Thì khi mà các bác bật cái lao lớn này thì cái tiếng trung ta sẽ cắt xuống. Thì khi các bác hình dung bây giờ cái tiếng trung mà nó cắt xuống thì tự nhiên thấy bát và tép nó nổi lên. Chứ thực ra là nó không có cái gì nó mạnh thêm cả. Một số bác lại mua âm ly là bắt buộc phải có lao lớt. Người ta bảo là các bác bảo là lao lớt nghe nó khỏe. Thực chất là nó là như vậy thôi. Nó chỉ đánh lừa cảm giác là chỉ bật lao lớt lên thì cái tiếng trung nó sẽ bí đi. Đấy, riêng cái nguyên lý đấy của lao lớt thôi thì sẽ các bác sẽ hiểu ngay là những cái dòng nhạc gì các bác nên dùng. Bây giờ các bác nghe những cái thể loại như vocal này, country, những cái thể loại nhạc mình thích nghe cái trung âm nhiều, hoặc các bác nghe những cái bản cover có lời chẳng hạn như thế, thì các bác muốn nghe trung âm nó rõ mà các bật bật cái này lên thì là coi như là hỏng hết rồi. Hoặc guitar hoặc những cái bản hòa tấu, mình nghe hòa tấu thì các bác biết là nó có rất là nhiều các cái nhỏ nhạc cụ. Nếu mà các bác bật cái lao lớt lên thì cái tần số trung ở giữa nó sẽ cắt, một số nhạc cụ nó sẽ bị khuyết là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có một số cái nốt, ví dụ như những cái nốt của những cái guitar bass, khi mà đang gảy thì tiếng trầm nó hơi hơi nó có cái độ rung nó không như tiếng bass, thì tự nhiên nếu mà bật cái này thì những cái đoạn đấy nó sẽ có đuôi mà các bác nghe loa nó sẽ ù. Đấy, thì các bác ngắt cái này đi thì nó sẽ cải thiện được. Các bác là không tin thì các bác cứ đang nghe cái bài đấy, các bác nghe quen khi các bác tắt lao lớt các bác sẽ thấy tiếng nó sẽ thanh thoát hơn. Đấy là một cách dùng. Cho nên là mình dùng cái gì mình cũng không phải là cứ bật hết là hay đâu. Và có những cái bật hết thì lại hay, cái đấy hiển nhiên rồi. Biết cách chỉnh rồi, về cái phần âm sắc này cũng vậy này. Có một số bác máy móc thì
bát tép là cứ phải để giữa không chỉnh. Cứ để giữa không chỉnh thì sinh ra cái này người ta gọi là cái dề, cục dề. Thế cục dề này dùng để làm gì? Dùng để điều chỉnh âm sắc cho nó phù hợp với cái bài nhạc mình nghe, và nó phù hợp được nhiều trong loa khác nhau. Có những cái cặp loa giải cao nó kém quá thì mình phải nhích cao lên, hoặc có những bài nhạc tiếng tép nó kém thì mình cho nó nổi, hoặc có những cái bài bass nó kém mình tăng bass, hoặc bass nó nhiều quá mình giảm bass, chứ không phải lúc nào như này. Nếu mà các bác dùng dề hoặc dùng âm ly tích hợp kiểu như này, có chỉnh bass tép mà các bác cứ để cái này lúc nào 12 giờ thì em khuyên các bác là dùng, ví dụ dề bao này, các bác không dùng dề, các bác dùng con bao không đấy, dùng này thì nó phí, dùng mình sử dụng như thế cho nó đúng cách. Rồi chia sẻ các bác chút. Bộ kéo đẩy tuner này là bộ 3 món nhé các bác nhé, 3 món của 1.525 mã, giá thì vẫn vậy thôi, anh em nào thích thì alo cho em. Thế ra bộ này thì nó không có nhiều, hàng sưu tầm có một bộ duy nhất thôi. Rồi cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.